Chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7 Global Subset. Và hôm nay chúng ta giải sách bài tập bài số 7. Bài số 8 chứ. Bài số 8 là films. Rồi, chúng ta đang làm dở dang tới cái bài, rồi, chúng ta lặp lại từ đầu luôn đi cho nó nhanh. Mất công. Rồi, ok. Phần A, trang 60. Với cái phần phát âm, âm ear hay là âm air. Bây giờ chúng ta coi này. Near, âm ear. Hear, ear. Dear, air. Nightmare, air. Fear, ear. Share, âm air. Square, air. Care, là air. Peer, là ear. Là ear. Fair, là air. Stare, air. Clear, ear. Cheer là ear, chair là air và hair là air. Rồi bài số 2 trang 60. The film is about a nice girl with fair hair. Air nhá. They make a lot of films here over many years. Year. Look at the airplane up there flying in the air. Air. Where is the nearest square? Air. She's sitting on the bottom stair with her foot on a chair. Cô ấy đang ngồi trên đỉnh cầu thang, bên dưới đá dưới cầu thang với đôi chân trên cái ghế. Ok, và đây là air. I can clearly hear her voice, ear. Rồi qua phần B là phần vocabulary và ngữ pháp. Bài số 1 trang 60 của chúng ta. Chúng ta có từ documentary là phim tài liệu, fantasy là phim viễn tưởng, horror film là phim kinh dị, comedy là phim hài kịch, science fiction film là phim khoa học viễn tưởng và cartoon là phim hoạt hình. Chúng ta điền vô đây những cái định nghĩa về những cái loại phim này. Đây là cái gì liên quan Halloween này nha. Rồi killer là người là sát thủ đó. Đó, thì cái này là phim kinh dị này. Horror film. Rồi câu số 2 đó là chúng ta thấy có cái từ alien là người ngoài hành tinh nha, người hoàn tinh. Rồi cứu trái đất thì đây là phim khoa học viễn tưởng là air science fiction film. Cướp biển vùng Đông Nam Á thì đây là phim tài liệu documentary. Con gà mái nhỏ này, khôn ngoan thì đây là phim hoạt hình là F cartoon. Rồi chúng ta có chúa tể của những chiếc nhẫn, đây là phim Harry Potter. Đây là phim fantasy, phim viễn tưởng. Mr. Bean là phim hài kịch, đó là comedy. Sang bài số 2 trang bài số 2 trang 61 của chúng ta có những cái tính từ nha, có những tính từ và chúng ta sẽ có cột đầu tiên là positive mang nghĩa tích cực và cột thứ hai negative mang nghĩa tiêu cực. Điền vô ví dụ ở đây là enjoyable là thích thú, thú vị thì nó sẽ thuộc cái cột này. Còn boring nhàm chán thì nó mang nghĩa tiêu cực, nó nằm bên cột bên này. Rồi chúng ta coi này, boring là cột 2 rồi, enjoyable là cột positive tích cực, entertaining mang tính giải trí là cột 1, funny cột 1 hài hước, dull nhàm chán, buồn tẻ là cột 2, awful là kinh khủng cột 2 ha. Moving là cảm động cột 1, gripping là kịch tính cột 1, amazing là tuyệt vời cột 1, confusing là khó hiểu đó cột 2. Bài số 3 chúng ta sẽ chọn những cái tính từ phù hợp. Tom không có thích xem những bộ phim như thế nào. Anh ấy luôn luôn có những giấc mơ kinh khủng. Vậy ở đây chúng ta có hai từ là frightening đáng sợ và entertaining mang tính giải trí. Hoan báo frightening. Câu số 2, the film như thế nào? Đến nỗi là cô ấy khóc cuối bộ phim. Thì đây là bộ phim cảm động. Chúng ta có từ moving. I can't stand war films. Tôi không thể xem được phim chiến tranh. Nó có quá nhiều cảnh bạo lực. Ở đây là violent. Cô ấy cười suốt bộ phim thì nó rất là funny, hài hước. Many children, có rất nhiều trẻ em không có thích xem phim tài liệu documentary bởi vì họ nghĩ phim tài liệu thường là nhàm chán, boring. Câu số 6, if you like, nếu bạn thích phim mà đáng sợ, nói về ma, về quái vật và những kẻ giết người đáng sợ thì bạn là fan của phim kinh dị. Ok, scary, đáng sợ. Sang cái bài 4 là tìm từ khác loại. Bây giờ chúng ta có cartoon là phim hoạt hình, documentary là phim tài liệu, fantasy là phim viễn tưởng, opera là nhạc kịch và comedy là phim hài kịch. Thì ở đây chúng ta chọn vào cái từ này.
nhạc kịch. Cyan là im lặng, black and white là trắng và đen, rồi director là đạo diễn, full length là độ dài đầy đủ và short là ngắn. Thì những cái từ này là những cái tính từ, trong khi director là danh từ, chỉ đạo diễn, chúng ta khoan vào director. Actor là nam diễn viên, director là đạo diễn, người quay phim, cameraman đó. Extra là diễn viên phụ, trailer là đoạn giới thiệu phim, thì chúng ta khoan vào cái trailer. Amazing là tuyệt vời, fascinating là cuốn hút, thrilling hồi hộp, entertaining mang tính giải trí và delicious là ngon. Chúng ta khoan vào từ ngon bởi vì nó không phải là tính từ để mà diễn tả miêu tả phim. Suốt là chụp, play là đóng, act là diễn xuất, thì bác này là động từ này. Laugh là cười, direct là chỉ đạo, thì chúng ta khoan vào cái từ cười đây bởi vì cái từ chụp, từ đóng, từ diễn xuất, chỉ đạo nó liên quan đến phim ảnh. Rồi qua bài số 561, Tom Cruise, rồi cái Penelope Cruz và Cameron Diaz đóng phim này. Đây chúng ta khoan vào cái từ đóng là từ star, đóng phim. Direct là chỉ đạo và make là làm. Câu số 2, bộ phim bắt đầu với cái thảm họa kinh khủng nhưng nó có một cái kết cục là có hậu. Ở đây là ending là kết thúc cục. Rồi setting là bối cảnh, acting là diễn xuất. Qua cái bài tiếp theo trang 62, câu số 3, bộ phim nhận được những cái bình luận, những cái đánh giá. Cái từ review là đánh giá, report là báo cáo, summarize là tóm tắt. Chúng ta khoan vào cái từ reviews, bộ phim nhận được những đánh giá tích cực, hầu hết các nhà phê bình nói nó đáng xem. Câu số 4, hầu hết mọi người nói rằng bộ phim thì đáng xem, diễn xuất thì tuyệt vời và cái gì thì kịch tính. Ở đây chúng ta chọn cốt truyện là plot là cốt truyện, character là nhân vật, spy là kiểu và plot là cốt truyện. Khoan vào cốt truyện. Câu số 5, Jean Dujardin đã giành giải nhất nam diễn viên, giải thưởng nam diễn viên giỏi nhất vào năm 2011 với bộ phim The Artist. Chúng ta khoan vào nam diễn viên nhé, actor. Còn character là nhân vật, writer là nhà văn tác giả. Chúng ta khoan vào actor. Câu số 6 của chúng ta, Tom Cruise đóng vai chính, đóng phần chính của bộ phim Nhiệm vụ bất khả thi. Bây giờ chúng ta khoan vào cái từ part là phần, performance là màn trình diễn, action là hành động. Chúng ta khoan vào part. Câu số 7, do you like the film? Bạn có thích bộ phim không? Chúng ta có 3 câu ABC như sau. A, không, nó quá đáng sợ đối với tôi. Câu B, chắc chắn rồi, chúng ta sẽ xem phim gì đây. Câu C, ai đóng nó, ai đóng phim đó. Thì chúng ta chỉ có thể khoan câu A là phù hợp. Câu số 8, bộ phim đã phá kỷ lục phòng vé và trở thành một phim bom tấn là blockbuster. Blockbuster là phim bom tấn, thriller là giật gân, master là bậc thầy. Chúng ta khoan vào câu C. Sang bài số 6 trang 62 của chúng ta thì chúng ta sử dụng although, however. Bây giờ chú ý, although with though dịch là gì? Dịch là mặc dù, however dịch là tuy nhiên. Và chúng ta nhớ however nó sẽ đứng sau dấu chấm và đứng trước dấu phẩy để chúng ta biết này. Rồi nhớ, nhưng nghĩa thì là trời quá lạnh và ẩm ướt, mặc dù anh ta mặc mặc cái gì? Swimsuit là đồ bơi và đi tới hồ bơi nha. Rồi không, cái này tôi thể on đâu được, cái này phải là tuy nhiên, sorry, however tuy nhiên mới đúng. Trời lạnh và ẩm ướt, tuy nhiên anh ta vẫn mặc đồ bơi và đi bơi. Câu số 2, mặc dù anh ta có vấn đề về sức khỏe nhưng anh ta vẫn là một nam diễn viên tích cực nha. Câu số 3, mặc dù cô ấy là một nữ diễn viên tay ngang, cô ta được chọn đóng vai chính của bộ phim. Câu số 4, bố của cô ấy đã cho cô ấy những lời rất nhiều lời khuyên có ích, tuy nhiên cô ấy đã không làm theo. Câu số 5, mặc dù tôi có rất nhiều bài tập, tức là việc rất nhiều bài để học, nhưng mà tôi vẫn đi xem phim. Rồi vậy ở đây chỉ có hai câu however thôi, có dấu phẩy thì hai câu này là however, còn những câu còn lại là chúng ta sai although hoặc là though. Cái although với though thì nó sai y chang nhau luôn, cách sử dụng y chang nhau. Rồi sang bài số 7, chúng ta vẫn sử dụng although, though hoặc là however, và đây là ngữ pháp của cái bài này. Mặc dù Mai có rất nhiều bài tập để làm nhưng cô ấy vẫn đồng ý đi mua sắm với bạn tên là Mark. Vậy câu số 1 chúng ta điền on đâu hoặc là đâu. Mark rất là thích mua quần jean. Mark thích mua quần jean và áo thun. Tuy nhiên Mai thích đồ thể thao hơn. Ok, ở đây chúng ta chọn however. Mặc dù trời mưa nhưng mà họ vẫn đi tới trung tâm thương mại cả buổi sáng ngày chủ nhật. Mark theo thường lệ thì Mark sẽ có nhiều tiền, cái này tiền có nhiều tiền mặt hơn Mai. Tuy nhiên
mai có mai gì mai thì mai thì giỏi hơn trong việc mà mua đồ giá rẻ. Bọn họ rất là đói và bọn họ đói và bọn họ ăn trưa ở cái quán bán burger. Mặc dù bọn họ dành hầu đã xài hết cả tiền của họ rồi, nhưng họ vẫn có một vài cửa hàng mà Mark vẫn muốn đi coi. Mặc dù họ họ mỏi chân, như Mai và Mark đã kết thúc đã dành rất là nhiều thời gian để đi mua sắm. Rồi vậy câu số 1 là do on do, câu số 2 là however, câu số 3 là on do do, câu số 4 là however, câu số 5 on do do, câu số 6 là on do do. Có hai câu however thôi. Rồi đó là cái bài AB trang 60, 61, 62 của chúng ta.